Thưa quý vị, cuối năm là mùa vàng để ngành du lịch bứt tốc. Nhiều đơn vị dịch vụ lữ hành ghi nhận mức tăng trưởng khả quan cả thị trường trong và ngoài nước trong dịp Tết năm 2025. Thực tế, khách du lịch yêu cầu ngày càng cao về cả chất lượng sản phẩm, tính đa dạng, sự độc đáo trong các trải nghiệm. Do đó, để thu hút du khách trong những tháng cuối năm và dịp đón năm mới 2025, các công ty du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nét riêng, thể hiện rõ tính khác biệt. Giai đoạn cuối năm là thời cơ vàng để ngành du lịch thu hút khách. Tại đơn vị này, quý cuối năm ở thị trường nội địa và khách Việt Nam đi nước ngoài ghi nhận lượng khách đoàn tăng 10%. Tuy nhiên, phân khúc khách lẻ có xu hướng giảm từ 5 đến 10% so với năm 2023. Để thu hút khách, doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm mới lạ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Tương tự với đơn vị này, lượng khách đặt tour du lịch vào dịp cuối năm dự kiến tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường khách Việt Nam đi nước ngoài dự kiến tăng trưởng 10-15%, thị trường khách quốc tế đến Việt Nam tăng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ nay đến cuối năm, được coi là mùa cao điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Nhiều đơn vị dịch vụ, lữ hành, điểm du lịch đang có kế hoạch bứt phá cho chặng đường tăng tốc, nhanh chóng đạt mục tiêu về lượng khách và doanh thu trong năm nay. Lượng khách quốc tế vào Việt Nam thì chúng ta đã bước vào mùa cao điểm nên cái thị trường này rất là nhộn nhịp. Có một số nơi thậm chí đã dẫn đến tình trạng hết phòng vào tháng 11 và tháng 12. Của Best Buy chúng tôi thì nhận thấy rằng là lượng khách quốc tế với Việt Nam của chúng tôi năm nay tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do Tết năm nay đến sớm hơn, xu hướng du lịch của người dân có nhiều thay đổi. Do đó, các công ty du lịch đã thiết kế những bộ sản phẩm dài ngày, ngắn ngày, trung bình để đáp ứng được sự dịch chuyển của du khách trong dịp cuối năm. Thời gian nghỉ Tết là sớm, do vậy là một số du khách là sẽ lựa chọn những cái tuyến du lịch sớm vào khoảng trước 30 Tết. Thì đặc biệt là những cái tuyến giống như là châu Âu thì khách hàng cũng sẽ đặt sớm, hay là những cái tuyến Mỹ hoặc là những cái tour đường dài khác. Là với thời gian tour là từ 6 cho đến 8 ngày. Vietravel sẽ có những cái bộ sản phẩm tour đi từ ngày 24, 25 âm lịch, 26, 27 trước Tết để cho khách hàng có thể chọn lựa. Bên cạnh đó thì những cái ngày tour mà đi chính Tết như là ngày mùng 1, mùng 2 là vẫn luôn luôn sẵn sàng để có thể chào đón du khách. Nhằm tạo ra sự mới mẻ, hấp dẫn trong sản phẩm, nhiều đơn vị lữ hành đã thiết kế sản phẩm mới, lồng ghép trải nghiệm ẩm thực ngày Tết, kết hợp với các hoạt động gần gũi với môi trường để chương trình tour trở nên ý nghĩa, bền vững hơn. Trong cái mùa du lịch cuối năm nay thì chúng tôi tập trung chuyên sâu vào cái việc là chúng tôi nâng cấp dịch vụ, bên cạnh đó là đưa vào những cái trải nghiệm du lịch, ví dụ như là du lịch xanh. Trong cái mùa Tết thì nhiều là khách hàng khi đi tour vào những cái ngày mùng 1, 2, mùng 3 Tết thì khách hàng sẽ có những cái trải nghiệm về mâm cỗ ngày Tết ở tất cả các cái địa phương để khách hàng có thể có những cái trải nghiệm sâu. Thì đây là dịp cao điểm của mùa lá vàng lá đỏ, thì chúng tôi cũng đã làm việc với các hàng không để giữ được mức giá vé bay tốt nhất, để từ đó có được sản phẩm chất lượng giá rẻ cùng khách hàng. Song song với đó thì đại dịch cuối năm cũng là mùa tuyết ở một số đất nước châu Á, thì đây là cũng một điểm khác lạ so với Việt Nam. Ở Việt Nam chúng ta không có, thì chúng tôi cũng làm việc với các đối tác để xây dựng sản phẩm tour trượt tuyết để giới thiệu cho khách hàng của mình trong dịp này. Để kích cầu du lịch cuối năm, một số chính sách về giá, chương trình ưu đãi được các đơn vị lữ hành đưa ra như giảm giá cho các du khách đặt tour sớm, khuyến mãi vào những ngày lễ lớn, Giáng sinh, Tết âm lịch.